Em chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cách làm lông yến vụn. Thì em chuẩn bị một phần yến vụn rất là xấu. Lúc này mình sẽ ngâm tầm 5 tới 7 phút cho nó hơi mềm nha mọi người. Sau khi ngâm mềm mình sẽ đổ qua cái rây. Mọi người có thể chuẩn bị một thao nước, hai thao nước, hoặc là mình có thể rửa trực tiếp trên cái vòi nước luôn. Thì những cái miếng yến to lúc mà rửa mình chịu cực mình xé ra nha, để cho nó rửa nó sẽ giảm cái độ lông rất là nhiều mọi người. Khi mà mình rửa thì mình sẽ khuấy mạnh tay lên xíu, mà đừng có để yến rớt ra ngoài nha. Lúc này khuấy bóp nhẹ nhẹ cho nó có cái độ bung ra mọi người. Thì khuấy mạnh xong mọi người để yến chìm phía dưới và phất cái lượng lông ở phía trên ra ngoài. Lúc này rửa xong rồi thì mọi người sẽ chuẩn bị một cái khăn khô giùm em ha. Một cái khăn sạch đó mọi người, thì mình sẽ múc cái yến bỏ vô và mình vắt cho khô nước. Rồi sau đó cạo ra cái dĩa. Tại vì yến khô á mình sẽ dễ làm lắm mọi người, đừng có để quá ướt tại một hồi á nó nhão nhẹt rồi nó nhìn khó làm ha. Đây nè, cái yến vụn bên em là có sợi luôn nha, nên là khách mua về làm chân ăn rất là tiện luôn mà rẻ nữa. Bắt đầu làm nước mọt thì mình sẽ chuẩn bị một cái chén để chấm lông á mọi người. Mọi người cứ kéo qua từ từ như cái video em làm. Thì mình sẽ gấp những cái lông to trước. Lúc này á mình gấp thiệt là sạch cái lông to đi, xong rồi mình sẽ rửa thêm một lần nữa nha, giống như cái lần một luôn. Mọi người chịu cực làm kéo từ từ thôi, đừng có lấy quá gấp nha mọi người. Tại vì nếu mà còn sót lông nhiều á, lần hai rửa cực lắm luôn á. Lúc này là mình mới làm lông to thôi ha. Là mọi người thấy không, nó nở ra rất là nhiều luôn. Hồi nãy là có một xíu yến thôi nhưng mà nở nhiều lắm. Tiếp tục lửa nước hai giống như vậy luôn ha. Thì cho vào cái rây với lại là một thao nước hoặc là hai thao nước sạch giống như lần một luôn. Thì mình rửa thì là sạch. Như vậy mình sẽ vắt khô nước ra rồi làm như cái lần đầu tiên á. Nó rất là dễ, mọi người làm hai cái cách giống nhau luôn á. Lúc này á là vắt ra dĩa để cạo sạch á, mà là mình sẽ làm lông, những cái cọng lông li ti luôn nha mọi người, làm cho thiệt sạch lông luôn. Nên là nước này mọi người kéo từ từ thôi, những cái lông cát hoặc là những cục yến nó bị dơ á, hoặc là có những cái cục yến mà vàng vàng á thì mình có thể bỏ đi bớt nha, tại vì có một số cục nó sẽ có dính vàng á. Đây là em sẽ kéo rất là từ từ luôn và kéo thiệt sạch luôn những cái cục yến mà chưa có chân yến trong đó nữa. Thì mấy cái cục to mọi người trưng ra rất là nở nha. Đây là thành phẩm của em nè, ngồi làm từ nãy giờ cho mọi người xem.